Rồi, mất chưa? Em thấy mọi người khán giả ở dưới này ai cũng cười mặt em luôn. Thanh Châu, xin chào. Yeah, anh em thấy chỗ này có quen thuộc không? Nếu mà mọi người để ý xem clip của HM ấy, sẽ thấy là cái cánh cổng này nó cực kỳ là quen thuộc. Đúng rồi, một năm trời rồi, bây giờ chúng mình mới quay trở lại. Một năm trước chúng mình đã up một cái video, hai cái video chúng mình ở đây. Một năm sau bây giờ chúng mình đã quay trở lại. Yeah. Và nguyên nhân mà chúng mình quay trở lại đây đó chính là để ăn mừng 1 triệu sub kênh YouTube HM Channel. Yeah. Đây là địa điểm vui chơi mà chúng mình lựa chọn để đến đây chơi. Yeah. Anh em biết trong này có điều gì thú vị không? Trong này có rất là nhiều cảnh để chụp ảnh check-in này, rồi trò chơi mạo hiểm này. Nói chung bây giờ Miên rất nóng lòng mà không thôi, phải... đừng tiết lộ đấy. Bây giờ anh em muốn khám phá ở bên trong có gì hấp dẫn ấy, thì chúng ta hãy đi vào trong. Ok, xin mời. Yo, let's go. Cô Tiên ấy. Đấy, bây giờ thì My sẽ dẫn mọi người đi đến những cái điểm gọi là để chụp ảnh check-in số mạo đẹp nhất ở thiên đường Bảo Sơn nhá. Và cái này thì năm nay mới có, năm ngoái chưa có. Đấy, đầu tiên đi theo My. Đi. Ấy, trời, mọi người nhìn thấy gì chưa? Đấy, mặc dù ở Việt Nam nhưng chúng ta vẫn có thể chơi tiết, nghịch tiết, chụp ảnh với tuyết. Chỗ này mà chụp phải đứng 500 kiểu ảnh. Cái này hình như là nó có cả máy phun tuyết đấy, đúng không nhỉ? Ừ. Đấy, nó phun tuyết lên đầy người, đầy đầu luôn. Nhưng hiện tại bây giờ trời đang nắng, tuyết không thể bay được. Tuyết tan. Tuyết đang tan. Tuyết đang tan rồi nên là chúng ta sẽ chụp ảnh sống ảo với cái mấy ngôi nhà này trước. Nhiều cá dã man luôn, nhìn này. Đâu? Nhìn này, ôi, wow. Ôi, con nào cũng béo núc luôn. Con nào cũng béo như Bạch Mi luôn á. Không, điện nè. Ôi, nhiều nhờ. Ôi, đây, dưới chân anh ơi, có chưa? Ôi, có gì cho nó ăn không? Nó có uống nước cam không? Ăn không? Đừng còn nó phải thức ăn. Ôi, sờ được nó rồi. Bây giờ chúng mình sẽ thử thách. Đây là trò gì anh nhỉ? Vượt Long Môn. Ok. Xem chúng mình có trải qua cái thử thách này không? Vượt được qua được Long Môn không? Mình thì mình không sợ điều gì cả. Mình chỉ sợ ướt người thôi. Đang xếp hàng để chuẩn bị. Lên con tàu thần tốc này. Wow, được vào rồi. Chỗ nào nó cũng thế thôi. Ướt hết này, hơi ngồi giữa cho an toàn đấy. Chỗ nào cũng ướt hết mà. Chỗ nào cũng ướt hết. Thôi vào đây đi, lên đầu đi cho nó máu. Ừ. Dạ dạ dạ. Ui, quả này xác định nhá. Trời ơi, thanh thủ anh em có nhận được ra điều gì không? Mình đang có một mái tóc mới. Nhưng mà rất là xấu. Yeah. Không hiểu sao tự nhiên nó cứ xòe xòe hết mấy cái sợi này ra. Rồi không sao. Hôm nay chúng mình đi chơi. Đi nắm cảnh cho nên là anh em đừng có
để ý vào cái ngoại hình của mình, đừng để ý vào mái tóc của mình, bỏ qua đi. Ok. Ra trái để ý đâu. Đấy, đây, 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 cái u cái biếu nó đang ị à, đúng không, nó ị anh ạ. Hello. Đấy, thế không, nó ị xong nó quạt cứt nó xuống đất. Ôi, mình đang chuẩn bị lên đỉnh, sắp lên rồi, tập này mà lên đỉnh thì xác định luôn á. Ôi 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 ôi. Trời ơi, trên đồi nó sắp xuống rồi. Cao lên. Đỉnh thôi. Em phải bám chắc vào đây. Sắp xuống rồi anh ơi. Sắp xuống rồi. Sao nó lại giật giật này. Sợ ai? À. Thật ra cũng chả có gì đâu, bình thường cái trò trẻ con đó mà. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, các người nhìn, mọi người nhìn đầu mình kìa. Đừng đâu. Ôi người rồi. Em, à, dám chơi trò này không? Không. Ủa, trò này không dám chơi á? Trò này là trò cái gì? Cú rơi vô cực đúng không? Đây là trò cú rơi vô cực. Đó, và thử thách của chúng mình lần này là phải chơi được cái trò này. Cao Long, Cao Long. Không, thử thách này của Lê Hùng thôi, Bạch My không dám chơi. Lê Hùng sẽ nhận trách nhiệm để chơi cái trò này. Những cái trò khác dễ hơn để cho Bạch My chơi. Ok, chúng ta cùng chống mắt lên và xem Lê Hùng chơi trò này như nào nhé. Mình nghĩ là trò này đối với mình không sợ lắm đâu. Ủa sao nó bó sát thế? Cho em xuống. Ôi cao đi. Cao đi. Oh my god. Tim nhổ ngừng đập luôn. Anh ơi cho em hỏi tim anh còn không? Sờ thử xem như là nó ngừng đập luôn á. Đùa, thật ra đây cũng chỉ là một cái trò chơi trẻ con thôi. Không gì sợ à? Anh có muốn xem lại cảnh anh hết không? Bây giờ hãy tìm cái trò mà em có thể chơi được đi. Ok, đi luôn. Em, đấy anh vừa trải qua một cái trò chơi kinh dị rồi, bây giờ đến lượt em. Nhìn em này, em trải qua trò chơi kinh dị hơn trò lúc nãy. Thế à? Người ta gọi là bay giữa ngân hà. Ờ, thế nào? Ý à, nhìn chưa? Xuôi, hoành tráng chưa, hoành tráng chưa? Trò này nó mới đáng để chơi. Trò của anh ấy xoay. Quá tầm thường, trò này nó mới là cái trò đáng để chơi này. Được. Nhìn em này. Để tao xem mày bản lĩnh được đến giây phút nào. Ok, đi đi em. Đứng ở đây bắt đầu phải hơi chụt chân. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên cầu thang để chuẩn bị thực hiện thử thách của Lê Hùng dành cho Bạch My, đấy là ra trò chơi bay giữa ngân hàng. Chúng ta lên luôn, lên không?
khán giả mọi người đang chờ đợi cái khoảnh khắc mà Bạch My sợ té ra quần này. Đây rồi, Bạch My đây rồi. Phê chưa? Bay sướng kìa. Trời ơi, em nặng quá, cẩn thận đứt dây của người ta. Cảm xúc như nào em? Em sướng không? Em rời đâu rồi? Rời mất đâu rồi? Em thấy mọi người khán giả ở dưới này ai cũng cười mặt em luôn. Nhìn chưa mà dù gì. Đây à, thấy chưa? Ai ở đây cũng nhìn cười vào mặt em có thấy xấu hổ không? Không có gì hết, không có gì đâu mọi người. Không có gì à? Thấy chưa, không ra. Được, ok. Đợi thử thách tiếp theo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thử thách mới lạ hơn. Và thử thách này thì cả hai người đều phải tham gia. Đúng. Có tên là bước chân thần kỳ. Đúng. Bước chân kỳ bí. À, bước chân kỳ bí. À, thần kỳ hay kỳ bí thì nó cũng thế. Nó có chữ kỳ cả. Nói chung là bây giờ thử thách này là gớm đấy. Thử thách này không phải là ai cũng dám chơi đâu, bởi vì cái cung đường này nó rất là cao, rất là nguy hiểm nữa. Nhưng mà mình tin vào cái độ an toàn của thiên đường Bảo Sơn. Là gần đến rồi. Điều quan trọng là gan đấy là to hay không thôi. Độ an toàn yên tâm tuyệt đối nhé. Bây giờ là xem gan Lê Hồng to hơn hay gan My to hơn. Cái trò kia My vượt qua thì dễ dàng. Trò này đơn giản mà. Được, để xem. Ừ. Đấy, My bắt đầu sẵn sàng, đội mũ bảo hiểm các thứ. Nói chung là đi chân thật à? Tại vì bạn nhân viên bảo là em đi giày cao gót nên là không leo được. Em phải đi đất. Đã chưa hết mình đúng không? Đúng. Không có gì để sợ à? Như nào? Đứng lên rồi, quay lại nào. Nhìn em giống thợ điện đấy. Rồi chúng mình sẽ vượt chướng ngại vật. Đi hết con đường này. Xem ai sẽ là người run chân nhất. Và đặc biệt sẽ cho Lê Hùng đi đầu. Đến anh. Ok. Này con này đang ở đây mà buồn đi vệ sinh làm nào nhỉ? Anh đi sửa điện đâu đây anh? Sửa điện Bảo Sơn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu rồi, đi luôn. Từ. Cao quá trường em ạ. Buồn cao ấy. Sắp qua rồi. Một bước nữa thôi.
Hãy tận dụng đôi chân dài để bước thật to. Yeah. Sao em? Cảm giác sao? Em bây giờ mới dám thở. Ủa, cái này ghê cực anh em ạ. Thôi cái này mình cũng không thể quay được đâu. Dùng hai tay để bám thôi. Mọi người hãy gửi một lời chúc may mắn đến mình nhá. Ok, đợi cất máy quay đã. Bám ở giữa dễ hơn em ạ. Ủa, cái này ghê cực kỳ luôn á. Tay ở giữa em ạ. Tay ở giữa. Gồng ở giữa lên. Đúng rồi. Vừa nãy mình cũng như thế anh em ạ. Nhưng mà mình không bị quay. Thôi mình sẽ quay để dìm con lợn đi. Khuôn mặt. Cố lên. Một bước nữa. Còn 1, 2, 3 bậc nữa thôi là đến nơi rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Nghĩ sau cái trò chơi này thì thể tích tim em sẽ to hơn mấy lần. Cả gan nữa. Gan cũng sẽ to hơn. Yeah. Đến rồi. Yeah. Đây là trò chơi đồng đội hay sao ấy, đập tay cái. Trước mặt chúng ta còn rất nhiều thử thách, còn kinh khủng hơn luôn. Cái này làm sao mà đi được à? Ôi cái này ghê vãi trường à. Đằng kia cũng có, đằng kia ôi rồi, còn rất nhiều. Nó càng đáng sợ luôn ấy. Thôi mình không quay nữa đâu. Bám một bên tay bên này đấy, bám chắc vào. Nhìn em đi hèn vãi trường. Lớp lúc mày đi cứ làm như là lớp tao ấy. Anh đi tự tin hơn em nhiều. Tại vì anh đi dày. Em đi tắt nó trơn. Đoạn này cũng dễ qua mà. Bây giờ đến cái đoạn này mới sợ này. Cái mà mình sợ nhất. Không có gì để bám vào luôn. Trời ơi. Thôi mình lại tiếp tục cất máy quay đi vậy. Mình đã đi qua được cái chỗ này thành công. Cái chỗ này khó đi cực kỳ luôn. Bây giờ đến con lợn mi. Trời lại còn nổi gió lên rồi. Bắt đầu đung đưa rồi. Wow. Mình nghĩ ở đây sẽ là lần cuối mình chơi cái trò này. Chân mà vẫn còn run. Mà vẫn còn rất nhiều thử thách nữa. Mi đùi to. Gồng lên. Mặt được căng thẳng chưa? Trò này khó đi vậy. Sắp đến rồi. Ây à. Rồi, đến rồi. Đây này, yeah. Nó có vướng cái này này. Nó có vướng không đi được. Thôi, đến được nhà là tốt rồi. À, chưa đến được nhà đâu. Nhưng đoạn này có vẻ trông đỡ hơn à? Không biết được đâu. Tại vì cái phần chân nó to hơn. Cái gì nhìn tưởng dễ nhưng mà nó rất là khó. Anh nhìn tay em này. Nói chung là hiện tại chúng mình đi được khoảng 60% quãng đường rồi. Rất là thành công. Hơi đau tay một chút thôi. Còn ba cái chướng ngại vật nữa. Mong là chúng ta sẽ vượt qua thành công mỹ mãn. Không bị rơi tự do, rơi một phát thì sợ lắm ấy. Mặc đấy. Dù có dây bảo hiểm rồi nhưng mà... Và hiện tại là bắt đầu gió đang lên rồi đấy. Bắt đầu cành lá đung đưa. Cái này nó dễ đứng hơn như cái kia nhưng mà nó rất là đung đưa. Dễ hơn đúng không? Ừ. Sao kẹp vào mũ đau quá. Không được. Chậm tốc độ. Yeah. Woo. Cuối cùng là chúng mình cũng gần về đến đích rồi. Còn một bước, một chặng đường cuối cùng nữa thôi là tới đích rồi. Thôi, bắt đầu rồi. Trời, cái này có vẻ nguy hiểm á. Cuối cùng cũng đến. Đó, đến em ạ. Nhanh lên. Quá bình thường em ạ. Không có gì khó khăn cả. Còn một chặng cuối nữa. Chặng cuối là trượt từ đây về luôn em. Yeah. Trông có vẻ cũng hơi sợ ấy, nhưng mà không sao. Mình là đàn ông mà. Cái trò trẻ con này không có gì phải sợ cả. Mạch Vy cũng đã về đến đích. Yeah. Xuất sắc, anh thấy em đỉnh không? Qua đi. Anh thấy mặt em bắt đầu tái rồi. Tái mà tái điều.
Thế cho anh như là cứ về thôi. Bây giờ là trượt một phát về thôi. Một phát. Sợ. Mình vừa qua được đến chặng cuối cùng để về đích rồi. Vừa nay không được cầm máy quay bởi vì sợ chết quá. Bây giờ mình sẽ quay cảnh Bạch Mi để trượt về. Sướng chưa? Yeah. Phê, ta ai nó phê, mình tưởng sướng quá. Chưa lại phát nữa được không? Mình cứ sợ nó hững hững một cái ôi phê và ai. Cảm giác nào em? Phê, được. Bây giờ mày em ước gì là được lên kia leo lại xuống phát nữa, không phải đi qua cái dãy này. cái đoạn đường này người ta gọi là cung đường tốc độ. Tuyệt vời luôn. Người ta gọi là bình thường nó hay có phim Ghost Rider này. Tốc độ. Đây có Mi Rider. Và chúng mình đã trải nghiệm được gần hết tất cả các trò chơi ở đây rồi. Hơi bị sợ nhưng mà rất là vui. Và sau hôm nay mình thấy mình quá dũng cảm. Và đặc biệt là còn một trò nữa chúng mình rất muốn chơi, nhưng mà cái trò đấy thì Tết âm lịch người ta mới mở, gọi là khủng long trỗi dậy. Thế nên là mọi người hãy đi chơi từ giờ đến Tết âm đi. Nó sẽ có thêm rất nhiều trò mới và có nhiều cái để mình ngắm cảnh ấy. Cái trò tên là gì cơ? Khủng long trỗi dậy. Nghe cái tên đã thấy khủng rồi. Thôi, nói chung là cái trò đấy đợi Tết âm rồi chơi. Bây giờ thì chúng mình phải đi kiếm cái gì để trợ tim chứ tim tự nhiên nó đập loạn nhịp rồi. Sau ngày hôm nay thì em sẽ về em đi đo tim. Có khi tim heo to gấp đôi và gan em nó to gấp đôi rồi. Dạ mà. Thôi, lên tháo mũ bảo hiểm đã. Ok. Ồ, cuối cùng thì một ngày hôm nay chúng mình đã chơi được hết cả một cái thiên đường Bảo Sơn to chà bá luôn. Tiện thể rẽ qua cái lâu đài thấy đẹp đẹp vào sống ảo chút. Và trước khi ra về thì Mi vừa biết một thông tin là ở đây có bán vé trọn gói 4 ngày nhân dịp Tết Dương lịch, là từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1, là mọi người sẽ được trải nghiệm tất cả những cái gọi là khu vui chơi giải trí check-in như chúng mình đã trải nghiệm hôm nay, và thậm chí còn nhiều trò hơn cả thế nữa. Thế nên là mọi người nhanh chân lên, lên đây đi chơi đi, nhanh cực kỳ. Nói xong rồi em. Xong rồi ạ. Xong rồi thì bây giờ ấy thì chúng mình lên chụp ảnh thôi. Và thôi, trước khi lên chụp ảnh thì anh em chào nhau một câu đi. Mọi người nếu thích clip này nhớ like và subscribe hai người channel nha. Thank you. Bye bye. Woo. Chị Mi, cho em xin chữ ký cái.